ngày 22 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội đối với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội CDC, Nguyễn Vũ Hà Thanh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Lê Xuân Tuấn, Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán, Đào Thế Vinh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vật tư Khoa học và Thương mại Việt Nam, Nguyễn Trần Duy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Định giá và Bán đấu giá Tài sản Nhân Thành, Nguyễn Ngọc Nhất, Nhân viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Khoa học Vitech, Nguyễn Thanh Tuyền, Nhân viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thiết bị Y tế Phương Đông. Kết quả điều tra ban đầu xác định, với vai trò là Giám đốc của CDC Hà Nội, ông Cảm có một số sai phạm trong quá trình mua sắm máy xét nghiệm COVID-19. Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập một số cán bộ của CDC Hà Nội để làm rõ vai trò liên quan đến vụ án. Theo thông tin của Tuổi Trẻ, thời gian vừa qua, CDC Hà Nội có mua thêm một số máy xét nghiệm Real-time PCR, một số lượng mẫu do nghi nhiễm COVID-19 cần xét nghiệm gia tăng. Hà Nội đã có 2 máy tương tự, một đơn vị đối tác cũng cho mượn 6 máy, đủ khả năng xét nghiệm từ 2.000 đến 2.500 mẫu trên một ngày, chạy 24/24 giờ. Về giá thiết bị, loại Hà Nội đã mua là hệ thống bao gồm đầy đủ các máy kèm theo như máy tách chiết mẫu, máy phân tích mẫu Real-time PCR. Về giá thành thiết bị, loại Hà Nội đã mua là hệ thống bao gồm đầy đủ các máy kèm theo như máy tách chiết mẫu, máy phân tích mẫu Real-time PCR khoảng 7 tỷ đồng. Trong khi đó, một nhà cung cấp thiết bị xét nghiệm vào loại lớn trên thị trường cho biết giá một hệ thống xét nghiệm như thế này không quá 4 tỷ đồng. Theo ông Trung, thời gian qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Hà Nội đã chỉ đạo công an thành phố và ngành công thương thường xuyên đi kiểm tra, xử lý những đơn vị cung cấp trang thiết bị tăng giá. Trong điều kiện dịch bệnh mà vi phạm thì phải là tình tiết tăng nặng. Trên cơ sở báo cáo của Sở Y tế, thành phố sẽ có văn bản kiến nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ kết luận. Nếu có sai phạm, sẽ xử lý nghiêm để làm gương, ông Trung nói.